trên ngàn tin giấc văn dù đi trên ngàn đông khu tuần quan ni giáng ni đền thờ chức ngân trên thượng ngàn gió côn rung cây nghi xong mà sớm đi cá lần để chim qua bay về là đêm canh khuya nguyệt lần sao
bập bùng bập bùng bò nước soi nên bập bùng bập bùng bò nước soi nên soi cho mường mát tên đôi nàng thương đêm mi đêm đốt đuốc soi đường trần gian soi cho ta về soi đời thơ cha soi cho ta về soi đời đèn đơn ngày hôm nay tiết lễ sơn trang cấp nghiên to núi cổ bàn tiên dâng cấp mi nam gạo lốc lốc thơ tầng nghề quê rừng đào
trắng trắng sao đứng nón mùa vai quần nắng hoa gần xa đi
mưa thơm nam trà đồi, tình chúa bà hay sung ai đi tìm bờ ia. Thuyền chúa thắt treo với sông Đài, bay thuyền rồng treo với đến tóc ngờ dọc sông Đài cao khắp suối kè, từ hàng kiếm suối rút treo về ý. Xuôi xuôi ngược thiên kỳ đồng tiên nắng, khắp mọi miền kêu câu vòng vai, ai đi lòng chúa đoái lòng thương ý nghĩa. Cứu cho đây muôn người, cứu cho đây muôn người bằng chiếc thoi tam bạt đi, gắt dân lành đúc sáng thân thiện đi, sống đi cách điều gì ra cộng cộng la liễu nằm ngang đôi bắt huyệt ý à ơi. Thank you.
cầm sai cho bà đệ tử tùy tòng bao vương công chúa ngự đồng kêu ra ơi lần phát mời cho nam suối đất ni con sông hoa đến đền thờ châu sai hồi cung châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương vốn sóng trần thị sinh nhi chín thượng hoàng cát bị mắc lệ tôi là nơi chủ tin là tuân lệnh vâng lời thank you.
Đừng đừng tiếng trống mê linh
nga bắp cỏ khởi nghĩa phi danh hàng đầu. Thank you.
chức linh sàng. Phận làm con hiếu kính nghiêm đường bề tắc con xin gìn giữ. Tháng nôi Phật con nhi nữ hẹn Phật bà kỳ chữ nhân duyên ni chữ toại bà sinh. Cảnh đẹp tự nhiên bốn mùa gió mát trăng thành
Chạm đón coi quả tời tí à.
trần gian, soi trăng là biển, soi về biển duyên trang, soi trăng là biển, soi về đến đây. Tới đâu có đón hoa trà, trở về bách điều sớm chiều ngã ba. Cho chấp họ giàu sáng đời đời, bắn cho chấp họ đời đời giàu sáng. Đối bao là sương khói nhạt ngoài, thương đồng lo giá về đấy, ta thương đồng về ngàn xanh về đây. Cây trên cây tràn đi ngập ngập màu nam đền đền thờ cháu bé trên ngàn là nước lung linh bóng bóng trăng thu rừng thông vàng tiếng hát ru con vua thứ đôi đời lê thái tổ ngài quảng tài
trong chiều đầy xì lan dài là lòng biết lên đi trên mặt nước lạ lùng nghề ông hoàng vừa thoại trần dung khác thường khoan khoan hò khoan trắng đen lên xanh đỏ khoan khoan
khoan khoan vô khoan vào để bông khoan khoan vô khoan rồi ngược về dòng sông khoan khoan vô khoan về đền đức vua cha khoan khoan vô khoan làm để sông hoa khoan khoan vô khoan quay mũi thuyền rồng khoan khoan vô khoan về mà tên đây khoan vô khoan rằng ngày hôm nay khoan khoan vô khoan mùng sáu tháng riêng khoan khoan vô khoan họ Bùi con nhất nhất tâm khoan khoan vô khoan sắm sánh sửa lễ khoan khoan vô khoan đến đền đầu ông khoan vô khoan để sinh cảnh địch khoan khoan vô khoan tuốt mùa phong quang khoan khoan vô khoan thuyền rằng nghi thuyền ông khoan khoan vô khoan đã tới bến ra khoan khoan vô khoan tới phù tới đền khoan khoan vô khoan tới bến rồi ông ơi xin ông dừng chèo gác nai thả cầu nói dứt vua mẫu nên đến khoan hò dỗ nước bạc nghề long xôn xao sóng vỗ bên gành bên gành trắng trắng soi thể tay tiên nữ rót chén rượu đào nhất tuần lửa sư dâng lên bệ ngọc dâng lên kinh mẫu các cô nương mời là mời rước quan hoàng bư sư các cô nương mời rước ông bơ sư các cô mới nâng vào là mời rước ông bơ hoàng sơi a sơi a sơi rước quan hoàng bơ sơi nhị a tâm bôi mắt tề tay tin rót na chén rượu đào chúng dâng lên kinh vua cùng là ta một đi các cô nâng mời là mời rước quan hoàng bư sư các cô nâng mời rước quan hoàng bư sư lại là
mà nghỉ. Lúc sáng nghỉ chẳng nhớ thương ngài, khi tỏ khi mờ cho trăng tròn thôi hàng người bơ đi cho anh trăng tròn khi về trăng lần ông bơ chỉ còn bầu dầu với túi à thừa nóng lạnh bên ra chiếc thuyền rồng ai nóng lạnh bên sang thuyền rồng các cô tiên nữ rước cổng bờ hoàng về thoại cũng nghi đó là cảnh thật thật đi hơn biết cha ông bảy vui biết tiểu biết cha khi buồn lo thu bảo hà rất đi xa
hoàng về sớm hôm nhà khói ông về đổ cho chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật tay hoàng vô chấp động ông bảy có phép thần thần thông thông minh. Khai quang dung nhan thân cơ diệu khai quang chứng đan duy ngã tích tăng cũng giặc thiên phục hoàng tân cận thánh chú tin trung trung hương tài mã dâng lên tiên tân tài mã dâng lên hoàng về câu đối chép thiên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh tiên hai chữ trường sinh phi cho ai chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phi cho bóng bệnh đuôi đường dòng nhà tập cờ hiệu ngài về chiếu đàn việt nhã tê tăng cũng giảng nghị kỳ phục hoàng lần cận thanh chúa thiên trung trường ta lắm gần xa vẫn chúng suy cố mã khi minh lệ dung nhan thật cờ diệu ngài về siêu mã văn đi thank you.
Thank you.
ví chẳng phong xương. Sắp mi ông bảy luyện tiến đan vì vu sao chút trời dũng kiệt cương thường nghi nặng cách dạ sắt son ấy mùi phong nguyệt là thế thế như à phù dục quốc gọi hồn hồ dục ơi nàng ẩn hiện đâu đây dường như ngọn cỏ cành cây lai đà thôi đừng người đắc nguyệt say hoa mười hai cô tiêm thuốc pha trà giữa quan hoàng bầy sôi chứng tâm cho dân tính thánh thi hình chiêu đại ta chứng tâm cho cái giả
ông bảy na. Người là con ngôi thượng đế đức vua cha. Giang tại sơn đâm chân vào diệt màu hồng ngào tươi về ngọc dùng nghề tươi tốt khác nào hoa khi vui cũng kiềm chiều nay quan hoàng bảy câu hát nhà thu Huế viết đi núp ẩm mì trà tàu thuốc lá hoàng thuộc công kẹo siêu lúc thành thôi say phu say thơ ông bảy ngồi say hơi thuốc ông say là tàng bồng tính rồi là ai say cùng non nước câu kim cô say với non sông tròn tháng ơi ngày xoay ngang đất nước vào trong mộng ông đào lộn sơn hà bằng một đề móc ơi bao năm phú quý xe đưa đài phàm tục nghề nhân gian họ Bùi còn đây nhất tâm bắc ghế hầu hoàng trên bảo hà có lắm cảnh vui thay mà ông vui với phù dục với cỏ cây
phong hoa hoàng lấy thơ làm bàn cầm kỳ thi tiểu vui vậy đêm xuân tiếng sao vì vui
thanh nhàn đi nó sách ra coi có thi chữ đề đức đức đặng thượng tí ông bày có say thời một tí với nơi chính Di Đà là hơn cả. Ông bày tổ qua quan tam tào cùng quan đi bắt bắt đầu sốt đi lão chép mơ biên đi. Đem chữ tội chữ đức để mà cần chưa có ai khỏe hiếu thật đủ trăm phần nề cây đức mà đã kép ông bày cầm cầm cân sao cho bằng người đông đông anh đi ông bày soi đổi vời vời ai mất chữ tập tập thời tôi phải mang lưới trời bò khắp mà bốn phương người hại nhân nay mà nhân nhân hại cuốn đi được thoát nơi nước tiên ni tẩy hết bụi trần ni thanh nghe cao rồi lại mười phần là thanh nghe cao trước thương thừa treo hoa cao giá ngọc mà chữ tam thông mà chữ đức hoàng khuyên thì từ con đặt gối tô quỳ bao hoa xin quan hoàng bảy ơi độ chỉ chứng minh lấy lấy kỳ sai thập thập nhị các cô tiên ta tình cô nào việc ấy mau sửa sang vô đức đức mơ hồ cô nàng hà pha nước trà tàu thế là tự ý ốc bảy gật đầu vô gối ban na khen sơn ta lầm
thập điều thuốc tiêm. Cô nàng năm mi cô dâng đi hộp bánh nguyên đi kẹo siêu thuốc phiện mà ngựa cái tiên lại giáp mơ bì. Sáu tình tình đi lên đến lá nhu bì dâng dâng công con đi ngựa sắt để đầu xuân đi chớp đầu bì lấy khúc đàn không có nàng bầy lấy khúc hoa đàn không có đôi ai lăn nót bốn năm gì nghe nót hơn à. Chiếc lược à tiếng cô nàng ta dâng dâng chiếc lược bài đôi tay cô chạy chút ông bảy khen là khéo thầy yêu điều ai tay cô nàng chín đi yêu điều ai tay ngày ngày cô chỉ đi theo một đôi giày kinh kinh dâng nghi ông hát dài đai hồng có nàng mười hát na dài đai hồng mười cạnh cạnh ba sợ tí cô sách đèn lồng cô bước ra ấm chuyên bình ngọc cô đôi tay ngà cô dâng ngơ lên tiếp rồi
sau thì đang vật vật đò siêu kiều vạn lập cả trang đài cù bạch thủ chi chi nhảy nhót chép rượu quỳnh lưu lý tay cô giót ù ván lèo mời ông đã nhất toàn toàn là sơi đình cũng có nhiều khi ông ủ sông sâu nước chảy hồ thu quần quần đi đi bát vạn trò dù cá bơ chiếc thuyền để gấp gấp mà nghe tới nơi là chàng nghề ngũ sách ai ơi hữu thực cây thấp văn lê phập mở phách tấm bình nhị bạn nhị sách xinh ghép vào cây bát văn ni đổi tiếng anh hào tam mê vạn tam sách nghi cho vào bí tôn chiếc thuyền rồng gập ma treo bơi là chàng ngũ sách có ai ơi yêu tình ông bảy nhắn ai lên tới chợ cầu Đô Mi hỏi cha cứu vạn chiều hôm ra đỏ cờ sông sâu nước đi chảy đứng nở sát nghi cùng bạn sách nghi đợi chờ chi gối theo hoa vầy rồng nam sắc khúc đàn ầm thanh nghe thốt gọi chẳng nên tay tiên là các cô rót đi rượu bạch niên đi rượu già các bạn đi quỳnh tiên khuyên mơ ta đồ binh lệnh ông bảy thì ta cả ta cũng đồ binh kiệu và ta tiêu diệt chúng bảy về đâu đối vì con sao làm thành ta